Đó là cái là qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Kim, xin hát được giới thiệu một chút với lại quý vị đã nghe tiếng hát rất độc đáo của ca sĩ Lý Hoàng Kim qua Adelaide. Lý Hoàng Kim tốt nghiệp cao học chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Nhạc Viện. Chị đã từng đóng vai và để vừa hát vừa diễn trong cái vở musical hoàn toàn của Việt Nam rất độc đáo, mang tên Chuyện Tình Này Giáng Hương, đã được công diễn tại thành phố vào năm 2016 tại nhà hát Hòa Bình. Và ít người biết chị là người Tôn giáo và thường xuyên qua các sinh hoạt của ca đoàn, và chị là một trong những ca sĩ có giọng hát mà mỗi lần rất yêu thích. Và bây giờ tôi xin phép được giới thiệu ca sĩ Hoàng Kim với Chúa Là Cây Đàn. Và lúc này thì con cũng mới được giao để hát trong cái trường hợp này tất cả một phần hôn thôi, nên con chưa có thủ chưa ngủ khi con hát được trường hợp. Chúa là cây đàn, còn có
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, chúng ta gặp nhau